Chay dẫn Su đi đi chay. Chừng nào Su nó muốn dừng lại là con chó nó dừng lại nha. Su dẫn nè, coi dẫn được đời không. Su nặng hơn chay đúng nha cô chú nha, thông báo cho cô chú biết. Đúng rồi. Su nó nặng hơn chay. Trời ơi, con Su ghẻ tôi không, thương không? Hả? He don't have food feet. I have tiny, tiny feather. Là nó nói là con Su nó không có đi đi vệ sinh, nó chỉ đi tiểu thôi cô chú. Ủa sáng nay cũng the nữa ta. Sáng lạnh hơn giờ. Cái gì vậy trời? Ừ. Đưa bà ngoại đi, đưa bà ngoại. Sao vậy, đi vô nhà hả? Trời ơi, thôi đi vô nhà, một là đi vô nhà, còn hai là nãy tự nhiên cái mẹ cho con cái mền. Khổ, no, đâu có khổ đâu cơ. Vậy thôi đi vô đi. Vậy thôi con vô. Đi vô đắp mền đi. Vậy con vô ngại quá cho em. Nay thấy the thiệt thời tiết nữa các bạn. Con bác ấy, đầu tháng 8 rồi đó các ấy. Đúng rồi. Lạng hoàng quay qua quay lại hết tháng 8 và tháng 9 luôn bác ấy. Trời đất ơi. Đó, nó tàu lao đó, mình đi sớm người ta thấy người tất cả mình la người ta cái sâu này nè. Vô lý. Ta đằng cái bên mé đó có bông hoa đẹp hết tí mà. Chay để cho Su go number 2. Cảm ơn. Chay. Nghĩ muốn đi rồi đó. À, nó đi thiếp, giờ đó. Biết mà. Ở đây cái có giấy liền á thiếp. Thiếp không có xài của thiếp, thiếp xài ở đây không? Đúng rồi. Xài đi nè, tại con trả tiền mà. Bởi vậy thiếp xài, thiếp biết con trả tiền nên thiếp xài. Đúng rồi. Chăm sò ghê không? Hả? Chăm sò ghê em. Ừ. Rồi con lại con chay lại hốt đi chay. Thôi bậy. Đó cái này cái mình lấy mình chọi nhau vậy đó cô Dung. Được quá. À. À, được không? Ủa chị không biết nè gì? Cái này gì khóa vậy? Trời ơi, cái này là chọi. Hồi nãy nó lấy làm cái con quại kìa. Để con đứng. Đấy mở ra Nhi chị giúp nó giùm nó mở mở ra cho nó lẹ lẹ vậy đó Nhi. Bởi vì chơi kia mình bơm cho mình đâu có biết. Chết chết chết. You wanna get wet? No, we don't wanna get wet just yet. Chết chưa. Hey, mấy già nè, thôi phải thôi, chỗ chỗ mía nè. Đây rồi, đây. Nhi chị đứng hướng ra ra em chỗ mía cái. Mía. Mía. Xong dạ. Đó mía nè. Mía nè. Gì? Cái này nó bán ở Đà là tree có 3 đồng cái à. Ừ, 3 đồng mà được một đám mười mấy cái vậy đó. Ai tree come over. Get some balloons. Get some balloons. Come over. Get some balloons. I think we should move the bicycle. Chị dựng lên giùm em Nhi. Ok, cho ra ngoài kia luôn Nhi. Yeah, get in. Get in. Get in. Don't stomp on the balloons yet. Throw them. Go 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 in. Vô đi con. Vô đây. Vô đây. Vô đây. Vô đứng đó. Ừ. Vô đứng đấy con. Ôi trời trời. Oh. Ôi đó. Mia cầm Mia chở Mia. Vô đi con. Đó, rồi nữa không? No, just let that for now. Let them, oh, okay. They might just yeah. stomp on them all. Yeah. Right. Yeah. Yeah. Đúng rồi, chờ đó chút đi. Rồi, no, we can play now. Yay! Mia, Mia, throw it to JD. Throw JD. Look, watch. Throw JD. Throw. You guys have to play in the grass. It's not gonna pop in here. Trời ơi, nó chọi vô đá vô tường được không? Grass, yo. Okay, I want to play in the grass. Cô bà bây giờ mới chọi vậy đó. Chọi gì đó? I want the purple one. Purple one nào? I want the purple one. Mì già với con chay là cũng ngang ngang đó chứ phải đơn giản đâu nghe Nhi nha. Mì già lớn á. Ừ. Cái heo so với mấy đứa con của bạn chị tụi nó 4 tuổi mà. Ừ, Mì già có lý á. Mì già thì chuẩn bị 3 phải không? Hả? Chị nào 3? Trời đất ơi trời, mới có 2. Thôi từ từ. Chơi xong cái kia đã. She's turning 2 in really? September. Oh.
This September cơ này mà. Đúng rồi. Tháng 9 này Mia mới 2 tuổi cô chú mà bằng chay là cô biết chứ cô chú thấy con chay nó to con tới cỡ nào rồi. That is. Chay chọi gì ni vậy chay? Chọi gì ni vậy chay? Chọi gì ni kìa, chọi gì ni? Chọi. Chọi. Chọi chay Mia. Mia chọi chay đi con. Mia khỏe thì kìa. Mia khỏe nhất á. Ừ. Cái bắn bắn bắn. Bắn. Chết chưa? Bắn mày hả bưởi? Ha, chọi chọi chọi. Mày hả bưởi? Cười cười. Vui chứ. Trời 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 ơi, đừng có xịt tôi nghe. Woo! Lấy ha, cái đồ bơm bờ balloon này có lấy không? Đúng rồi, đó, thấy vui á, thấy vui quá hả? Dạ. Làm gì hay quá nè. À, hay ha bà Nhung ha. Bỏ cái ống nước mình vô cái là xịt lên liền. Quá hay luôn. Ông đúng là Mỹ nó dễ. Hay ha. Đi sao? Hôm nay cái này là của Trung Quốc vậy. Này cũng Mỹ nhập. Bây giờ khỏe nhất luôn á. Lấy cái chọi ra cái bể rồi vậy đó. Raining. Summer có giày vui thôi chứ gì đâu vui gì hả? Mia lại ăn kia đi con. Mia, Mia đang mặc bộ đồ của chay với cô chú mặc vừa luôn có thương không? Oh, you scare? Oh, then turn it off. Mia doesn't like it. Tắt đi. Tường nhà ai ướt luôn rồi, ướt tường nhà người ta luôn rồi, cái chết rồi. Cái máy nó phải là bự luôn đâu. Không phải luôn. Cái máy khác. Cái cổng đó không phải bự luôn. Không phải. Đây nè, tôi lấy cái chọi Mia nè. Để cô Ngọc lấy con Ngọc chọi Mia nè, chọi Mia. Chọi Mia nè. Ôi trời ơi. Trời ơi, Mia chọi. Chơi. Chọi chay đây, chọi chay đây. Bậy hả bưởi. Catch it. Chọi nó. Whoa. Mày hả bưởi? Cười cười. Mia vô luôn con, Mia vô luôn. Ừ, Mia. Ba Trì mới cười khoái chí dữ chứ. A Trì nè, A Trì nè, A Trì nè. Look, watch. A Trì. Trời ơi. The water balloon in her nose. Don't throw us. Mia. Ủa mày đây. Chậu vô đó cho văng nước tụi nó chơi. Come on, baby. Daddy, stop screaming. Throw up. Yeah, throw. Don't put it in your mouth. Mia, vô đi con. Vô đi con. Ủa nó muốn cởi áo ra hay gì? Chết cha không? Muốn cởi trên luôn. Cột tóc hả? Em có chổng này để em lấy cho. Bấm đây cầm giùm em đây. Vô lấy rồi cột tóc cho. Cột bằng dây nào, dây thun hay là dây bông? Dây thun nào mà đừng có xiết quá. It is a ball. No, and it's not basketball. Oops. Okay, you know what, Jamie? I'm gonna get you, Jamie. You want to get Jamie? She's yeah. She thinks you're gonna throw it at her. Why right here? This is for you. I got me. Tắt mồm. Tắt hả? She's been doing that to herself this whole time. She's talking. Tự chỗ nó balloon hả? Nó tự cắn. Tự cắn lại bể bóp vô mặt luôn hả? Khôn dễ sợ không? Khôn, khôn sơ. Ngọc ơi. Á, chạy ăn su nè. Ăn su nè. Tắt đi. Đi. Vui. Mẹ coi bóng bóng. Ham lắm. Từ nào giờ mấy chục năm chưa thấy mà. Rồi nữa nè mẹ ơi. Mẹ đứng nữa đó mẹ. À. À, hai mẹ con chở đi. Rồi bà Nhung làm hư xe nhỏ rồi. Không, thấy xong. Bà Nhung làm hư xe con rồi kìa. Đền. Đền, không đừng có kỳ với lạ gì hết. Chỉ cần đá cái rồi đền. Trời ơi, này mẹ em mà nó lái xe là té thấy bà luôn nè.
ghê quá vậy. Hai người con rồi được đây không? Hả? Sao? Ủa à, con này cái chân ướt mà Nhung ơi. Ơi. Trời đi, làm gì mà nó xúc hết trơn vậy đấy. Để nó đi, để chút đi Quynh làm rồi Nhung. Vui mọi người, nay vui mọi người chịu khó coi video clip dài dài chút nha. Video clip bữa nay là 1 tiếng đồng hồ luôn á. Hả? Mệt quá. Xàm xàm, em Mia đâu, em Mia đâu. Đó, em Mia với chay tóc cũng giống nhau lắm á chứ. À, bữa nay có Mia qua chơi nè cô chú nè. Smaller than her, I'm a little bit smaller. Nó cao hơn Mia đó. Chú chạy đi đâu á? Vô đây con. Vô đây Mia. Nó chạy đâu nãy giờ. Trời ơi, nay giờ đi rồi đó, thương không?